Xin chào các bạn, hôm nay mình làm cái video này á là chủ yếu là để là giải đáp những cái thắc mắc mà của các bạn muốn hỏi mình. Cái thứ hai nữa là mình sẽ là test nhẹ thử cái cây ba ton này. Thì nói chung là vì mấy hôm trước á mình có làm một cái video là hướng dẫn làm cái cây ba ton bằng giấy. Thì ở cái video đó thì các bạn ủng hộ mình cũng là tương đối là nhiệt tình, thì mình cũng xin thật lòng là cảm ơn các bạn nha. Nếu mà bạn nào mà chưa xem cái video đó thì mình có để cái đường link ở dưới cái phần mô tả. Bạn nào mà quan tâm thì hãy click vào đó mà xem nha. Cái cây ba tô mà mình đang cầm trên tay này á thì mình làm cũng là tốn khá thời gian nha các bạn. Thì keo 502 á thì tên 10 hộp, khoảng 11 hộp á các bạn. Thì giá mỗi hộp từ 5 đến 6 nghìn. Là mỗi lớp là mình phủ đầy keo hết, mình làm lần một tròn à, như vậy nó mới chắc. Như keo mình phủ hết này nó cũng là một cái lớp bảo vệ cho cái giấy mình nó khỏi xùi, nó tốt hơn. Mình chiều dài mỗi đoạn ba tôn này là 29 chân ti nha các bạn. Mấy hôm trước thì cũng có bạn hỏi mình là vuông ra được không, thì bây giờ mình sẽ là vuông thử cho các bạn xem nha. Thì bây giờ mình sẽ test nhẹ thử cây ba tôn này cho các bạn xem nha. Mình sẽ là lấy cái miếng ngói mình đập vỡ ra. Thì cái miếng ngói này chắc là đập vỡ nó ra bằng cây ba tôn này chắc cũng là cái vấn đề đơn giản thôi. Phá vỡ một cái miếng ngói thì mình thấy nó đơn giản rồi. Bây giờ mình sẽ là chồng hai miếng lên thử. Thì đây là cái miếng tôn. Miếng tôn này là nó có thể là chắc hơn cái miếng ngói đó các bạn. Bây giờ mình sẽ là chồng hai miếng lên và mình phá vỡ nó. Thôi mình test như vậy là được rồi, chứ nữa là đem quất luôn cây ba tôn ạ. Giờ mình sẽ là gỡ cây ba tôn này ra để chia sẻ cho các bạn là thêm một tí nữa. Thì mấy hôm trước thì cũng có bạn hỏi mình là liệu cây ba tôn bằng giấy này thì nó có chắc cứng không? Thì mình cũng xin trả lời là cứng hay không là cũng do một phần mình làm nữa à. Nhưng mà đã là giấy rồi thì mình không thể mà nói so sánh với mà những cái cây ba tôn như bằng thép hoặc là bằng nhựa. Ở cái đoạn nhỏ này mình sẽ là không gỡ lên nha các bạn, vì nó mắc cái đầu đó rồi. Thì ở hai cái đoạn nhỏ này mình là cho là lắc là nhiều cái keo 502 nha các bạn, hơn cái ống lớn đó đó. Vì là cái ống lớn này là mình có kẹp vào là một cái tấm bìa cứng, cho nên là cái giảm đi là số lượng là cái keo 502 đáng kể luôn đó các bạn. Đây mình đã cắt một miếng bìa cứng của cái hộp này nè. Nó vừa mỏng, nó mỏng mà nó cứng lắm các bạn. Dễ sử dụng. Hoặc là các bạn dùng cái vỏ hộp bánh quy này.
Còn ở những cái khớp nối này thì mình dùng là keo nến mình dán nha các bạn, rất là chắc chắn. Còn ở đây thì mình có tăng cường thêm là một cái dán ở cái đầu đó, để là mình phòng tránh cái độ lơ của cái cây baton đó, nó không có lơ đó các bạn. Các bạn dán hết luôn thì nó hơi phí keo, các bạn dán một vòng nhỏ đó thôi, đừng cho nó, đừng cây baton mình nó đừng có lơ. Còn ở cái đầu nhỏ này thì mình cũng đã dán thêm một ít keo, dán vòng vòng đó, để khi mà mình thúc vào như thế nó chạm cái keo, nó không có tóc cái đầu giấy của mình. Bạn nên tìm giấy bìa cứng mà các bạn làm thì nó sẽ tốt hơn nha. Còn nếu không thì các bạn cũng cố gắng tìm sao được hai tấm bìa cứng, các bạn làm ở hai cái đầu lớn đó. Mỗi đoạn các bạn cho vào một miếng là nó chắc chắn hơn. Thôi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hãy like và đăng ký kênh nếu các bạn thấy video này hay nha.